Ô tô cũ giá rẻ nhất cả nước, xin kính chào toàn thể bà con cô bác ạ. Đến hẹn lại đây thì tiếp tục ngày hôm nay em lại đi báo giá cho bà con cô bác xem tổng thể toàn bãi cửa hàng em nhé. Bà con cô bác mình quan tâm thì hãy nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286. Những mẫu xe cửa hàng em thì nó cũng rất là nhiều, phong phú đa dạng. Có những mẫu xe thì rất là rẻ thôi, chỉ có tầm khoảng 30 triệu, 50 triệu. Có con xe thì lên đến tầm khoảng 200-500 triệu đồng quay đầu thôi, chứ còn em cũng không phải là một số những salon thì nó họ có những dòng xe lướt phải tầm khoảng 1 tỷ quay đầu, nhưng mà cửa hàng em thì dao động tầm khoảng 500 triệu đồng quay đầu thôi. Cái giá tiền đấy thì nó cũng hợp lý để cho bà con chúng ta có thể lựa chọn suy nghĩ một chiếc xe cũ ạ. Còn nếu mà chúng ta mua một chiếc xe lướt tầm khoảng 1 tỷ thì lại suy nghĩ là mua một chiếc xe mới chứ không mua một chiếc xe cũ làm gì đấy. À vâng, thì ngày hôm nay thì em lại đi báo giá cho bà con xem đấy, toàn bộ bãi lượng xe thì lên đến tầm khoảng hơn 200 đầu xe rồi, nên là bà con xem thì suy nghĩ cân nhắc đấy, thì có thể gọi điện cho em qua số hotline là 0397265286. Địa chỉ ở gần bên em thì nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10, gần chân cầu vượt Quán Toan Hàng Bài, Hải Phòng ạ. Bà con xem video thì đừng quên like, đăng ký và chia sẻ với em nhé. Bật chuông thông báo bên góc phải màn hình 2 lần để cập nhật mẫu xe, những video mới nhất mà em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Và bây giờ thì em sẽ đi báo giá luôn để cho bà con chúng ta xem. Vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc xe Daewoo Gencha nhập khẩu, được sản xuất năm 2010 với động cơ máy 1.2 số sàn. Chiếc xe mang biển thủ đô Hà Nội 29A13588 ạ. Với dòng xe Gencha nhập này thì nó có trang bị như là túi khí an toàn này, hai bánh trước là phanh đĩa, hai bánh sau trang bị là phanh tăng chống. Với chiếc này là một chiếc xe gia đình sử dụng và không dịch vụ, màu lông chuột biển thủ đô. Và còn cô bác mình khu vực Hà Nội cũng như là khu vực Sài Gòn là hai thành phố lớn mua con này thì sẽ không phải suy nghĩ tiền biển nữa đấy. Một số bà con chúng ta tìm xe không được mà gặp phải con xe biển tỉnh, nhiều bà con chịu chơi còn mua xe về để mất thêm 20 triệu tiền biển nữa. Cái chi phí đấy thì nó rất là phí đấy. Thì nếu bà con chúng ta đang tầm tiền 170 thì có thể tham khảo một mẫu xe Gencha nhập 2010 bản 1.2 gia đình sử dụng này nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios bản E được sản xuất năm 2014 với động cơ máy 1.5 số sàn. Với chiếc xe này thì mang biển Bắc Giang 98A49413, được mang trên mình lớp sơn màu xanh này, và đó là rất là đẹp luôn đấy, rất là đẹp. Hệ thống xi nhan trên gương này, và giá của chiếc xe Vios này thì chỉ có 305 triệu thôi nhé. Xe đẹp, giá đẹp, nội thất rất là mới, màn hình cam lùi, cam hành trình, có lại đăng kiểm mới luôn, đến tháng 4/2024 mới hết ạ. 305 triệu cho mẫu xe Vios E 2014 ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Accent được sản xuất năm 2015, bản này bản Blue, xe nhập khẩu Hyundai nguyên kiện tại Hàn, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng, mang biển thủ đô Hà Nội 30A84164. Con này đã được lên giải đèn LED đèn bi có này, đặc biệt chủ xe họ là độ đè lộ nữa. Xe bán ra có cam kết là không bị tai nạn ngập nước, giấy tờ em cam kết chuẩn chỉ. Đăng kiểm con này còn đến tháng 3/2024 và giá chỉ có 335 triệu đồng thôi. Một chiếc xe Toyota Vios nữa, bản E được sản xuất năm 2014 ạ. Đây là một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ taxi. Mẫu xe mang biển Hòa Bình 28A12965. Phải đó là một chiếc xe rất là đẹp luôn ạ. Con này đã được lên đèn bi này. Đấy. Có hệ thống áp suất lốp đây luôn. Hệ thống xi nhan trên gương đăng kiểm còn tháng 5/2023 nhé. Và giá của chiếc xe Vios này thì chỉ có 328 triệu thôi. Màn hình cam lùi, cam hành trình, trần 3D này. Nội thất ghế thì rất là mới đây. Con này keo chỉ zin, máy zin, gia đình sử dụng nên cửa giả đóng, con này rất là chắc chắn ạ. Giá thì là 328 triệu. Vios E 2014, gia đình sử dụng và không dịch vụ taxi ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia K3 bản 2.0 được sản xuất năm 2015 nhé. Con này là bản full, có cửa sổ trời, điều hòa auto, ghế điện, giải đèn LED, đèn bi, biển 99 Bắc Linh, giá bán là 425 này.
Hyundai Sorota 2004 tự động 2.0 xe nhập Hàn nhé. Mặc dù là đời thấp nhưng mà với chiếc xe Hyundai Sorota này thì có cả túi khí an toàn này, ghế điện đầy đủ luôn, biển thủ Hà Nội, giá thì là 172. Vectra E 2017 nhé, này gia đình sử dụng một chủ từ đầu, mang biển Hải Phòng 15A30971. Và giá của chiếc xe Vectra này thì là 369 triệu này. Đánh vào đây đi, ở ngoài kia. Và tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Rio được sản xuất năm 2015, với động cơ của này là 1.4, xe nhập khẩu Hyundai nguyên kiện tại Hàn Quốc, biển Hải Phòng 15A44000, ngoài là màu nâu cà phê. Trước em bán là 398, hiện tại giảm 385 triệu thôi, đấy, rất là rẻ. Kia Morning bản SI bản đủ này 2016 có trang bị đèn phanh ba vạch, giảm đèn LED như là đèn bi, điều hòa auto, hệ thống xi nhan trên gương là đang đúc rồi, 262. Chiếc xe Ford Fiesta được sản xuất năm 2011, động cơ máy 1.6 nhé. Chiếc xe mang biển Hải Phòng một chủ từ đầu, giá bán của con này thì là 258 triệu, đấy 258. Honda Civic 2007, cái này bản 2.0. Dòng xe bản 2.0 thì nó sẽ có cửa sổ trời, màu đen, biển Hải Phòng. Đấy, hệ thống đèn rất là sáng luôn. Xe với dòng Civic này, phân khúc hoặc xe đều phải nói là chạy cực kỳ đầm, tích cực. Giá thì 245 nhé. Một chiếc xe phân khúc hạng D Honda Accord 2010, với động cơ của con này là 2.0 tự động. Nếu mà thời điểm chúng ta mua mới con này thì nó cũng phải dao động tầm khoảng 1,5 tỷ, nhưng bây giờ thì chúng ta bán với giá chỉ có 335 thôi. Vâng, chiếc xe Vios bản E 2018 tư nhân chính chủ, con này một chủ từ đầu sử dụng, mang biển Hải Phòng 15A39583. Nguyên bản của dòng xe Vios E tự động thì nó sẽ không có điều hòa auto và không có đèn bi đâu. Đấy, nên giá thành của một chiếc xe Vios bản E và bản G thì nó cũng sẽ chênh lệch nhau rất là nhiều luôn. Con này bản E thì giá chỉ có 415 triệu thôi. Bản G thì con này phải tầm khoảng gần 500, đấy, khoảng 470-480. Tiếp tục đây là một chiếc xe Trax Cruise 2013 với động cơ máy 1.6 nhé. Con này thì nó cũng có dịch vụ một chút rồi. Đấy, hiện tại được ra tên tư nhân, biển 88 Vĩnh Phúc, giá là 245. Chiếc xe Kia K3 bản 2.0 2014 này. Con này tự động nhé. Bản full có cửa sổ trời, điều hòa auto, ghế điện đầy đủ, đèn bi 425, biển Quảng Ninh màu đen. Và tiếp tục phía đằng sau là một chiếc xe Hyundai Avante được sản xuất năm 2011, với động cơ máy 1.6 tự động nhé. Avante tự động đang có 5 con, cơ bản 2.0 và bản 1.6 đều có. Cái này bản 1.6 máy zin keo chỉ zin, biển Quảng Ninh 312. VSG 2015 bản 1.3. VS 24 trở lên thì nó sẽ có 3 bản. Đấy, bản Limo, bản G và bản E. Bản đồ nhất nó sẽ là bản E. Cái này bản G thì chỉ có 2 bánh trước là phân đĩa thôi. 2 bánh sau thì được trang bị là phanh tăng trống, nên giá của này rất là rẻ, 275 này. Hyundai Accent 2018 form mới, giả đèn LED, đèn bi đầy đủ nhé. Con này có đề lỗ, order mới chạy có hơn 6 vạn thôi, và giá thì chỉ có 398. Dạ vâng, Nissan Sulli được sản xuất năm 2013, động cơ máy 1.5 số sàn, chiếc xe mang biển Hải Phòng. Con này em đang chào bán với giá là 205, trước dịch vụ ra rồi. Dạ vâng, mẫu xe Hyundai Avante bản 2.0 2011, 2.0 1.6 thì chức năng của nó cũng như nhau, chỉ khác biệt nhau là 2.0 thì máy của xe sẽ to hơn nhé. Đều có cửa sổ trời, đều có điều hòa này, và đều là ghế da xịn. Đấy, một số con đời này thì nó cũng không còn ghế da đâu, mà con đặc biệt là còn ghế da xịn luôn. Biển Nam Định 309 thôi.
Dạ vâng, chiếc xe Daihatsu Lachetti bản SE được sản xuất năm 2010, con này đã được lưng rất là nhiều đồ rồi. Như là giả đèn LED, đèn bi này, nguyên bản là nó đang sắt nhưng mà đã được lên đăng đúc, cũng như là màn hình cam 10 và có cả cam hành trình. 218 triệu xe nhập nhé. Chiếc xe Hyundai Venue 2008 form cũ máy 1.4, 155 triệu thôi. Còn bên cạnh đây thì con này là 2010 form mới này. Biển thủ đô Hà Nội, giá của này thì 182 triệu thôi, màu bạc, biển thủ đô. Dạ vâng, tiếp tục đây là một chiếc xe Prius vừa được sản xuất năm 2019 với động cơ máy 1.5 tự động, này form mới rồi. Form này trang bị hẳn 7 tủ khí an toàn, máy eco, điều hòa auto, biển Hải Phòng tư nhân một chủ đầu 509 ạ. Hyundai i10 2015 bản thiếu 1.2 dịch vụ ra 242 triệu. Một chiếc xe i10 nữa cũng là 2015 này, con này cũng là dịch vụ ra, biển 88 Vĩnh Phúc 235 triệu thôi. Phân khúc hạng C, chiếc xe Touareg Cruise 2011, con này là bản LTZ nhé. Máy 1.8 tự động 258, biển 20 Thái Nguyên. Vâng, và đằng sau là một chiếc xe Vios G được sản xuất năm 2014 với động cơ máy 1.5 tự động. Nguyên bản của dòng xe Vios G là sẽ có đèn bi, điều hòa auto. Xe thì không dịch vụ nhé, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, máy zin keo chỉ zin 398, khoa đăng kiểm nó cũng gần hết rồi. Đấy, bà con chúng ta mua xe thì em sẽ đăng kiểm với con này là 1 năm một lần nhé. Hyundai Avante 2014, con này có dịch vụ ra nhưng đặc biệt là màu trắng nguyên bản không đổi màu. Chiếc xe mang biển Hải Phòng, giá bán là 275 ạ. Daihatsu Lachetti bản CX 208 tự động 1.6, cái bản thiếu không có cửa sổ trời. Ở biển Bắc Giang nhé, 205. Vios E 2017 tự động 1.5, con này thì trước thì nó cũng có dịch vụ và hiện tại đã được ra tên tư nhân, biển thủ đô Hà Nội. 30E77179 và giá con này thì chỉ có 419 triệu thôi. Mac GLK 300 2009 tự động 3.0, con này thời điểm em mua với về là 465 triệu, nhưng bây giờ em đang cắt lỗ thu hồi vốn về còn có 395 triệu thôi. Có từ khi an toàn ABS đầy đủ, ghế da xịn, vị trí nhớ ghế này, điều hòa auto, giải đèn LED cũng như là có cảm biến đầy đủ ạ. 395 triệu cho chiếc xe Mac này nhé. Thời điểm chúng ta mua mới thì nó vài vài tỷ đấy, nhưng bây giờ chỉ có hơn 300 thôi. Vâng, phía đằng sau thì hàng loạt những dòng xe phân khúc hạng A nhỏ nhắn xinh xắn, đa số là Morning và i10 rất là nhiều đấy. Bà con chúng ta quan tâm với những mẫu xe nhỏ nhắn xinh xắn này thì vào video của em, thích con nào hãy chụp hình lại màn hình điện thoại gửi qua Zalo nhé, em sẽ gửi hình ảnh video cụ thể để cho bà con chúng ta xem. Với chiếc xe Kia Morning 2011 giá này chỉ có 128 triệu thôi, biển 37 Nghệ An. Mẫu xe cho đất Spark 2010 này, biển Nam Định, đã được lên đăng đúc cũng như là màn hình cam lùi, đăng kiểm của này cũng vẫn còn, giá thì chỉ có 73 triệu thôi. Hyundai i10 2014 bản đủ, con này là gia đình sử dụng nhé, không dịch vụ taxi. Chiếc xe mang biển 22A16124 và giá của này thì chỉ có 239 ạ. Vẫn là một chiếc xe i10 nữa, con này 2014 dịch vụ ra tư nhân 186 triệu. Mẫu xe Hyundai i10 nữa được sản xuất năm 2014, biển vàng nhưng mà con này tư nhân, không phải là tên công ty nhé. Đặc biệt con này là độ lên đèn gầm, na răng đúc, xi nhan trên gương và độ cả đề lổ, giá là 198. Kia Morning 2017 gia đình sử dụng và không dịch vụ taxi, giá bán hoa là 245 này. i10 bản đổ 2014 gia đình sử dụng, biển Thanh Hóa, lên đèn gầm, na răng đúc, xi nhan trên gương, cũng như là có màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ nhé. Giá ngoài là 239 triệu, biển Thanh Hóa. Một chiếc xe i10 form mới 2017 rồi, bản 1.0 vẫn là bản thiếu. Đây đặc biệt là một chiếc xe không dịch vụ và không taxi, 248 ạ. Chiếc
Chiếc xe i10 2011 đăng ký bằng 2012. Con này thì form cũ, xe thì cũng có dịch vụ ra rồi, giá là 152 triệu. Bên cạnh đây là một chiếc xe i10 form mới 2019 luôn. Đấy, đời chiếc rất là cao, 2019. Đặc biệt đây là bản 1.2, không là bản 1.0. Gia đình sử dụng không dịch vụ. Với dòng xe i10 thì đến 2017 nó không dòng xe nhập nữa mà chỉ là dòng xe bản Việt thôi. Con này là bản Việt, giá là 296 ạ. Kia Morning 2015, tên công ty nhưng mà xe thì không khoan đục, giá là 205 triệu, biển Thủ Hà Nội. Con này thì hôm mùng 1 thì em đã bán đặt cọc tạm ngừng giao dịch cho khách ở trên Hà Nội rồi. Đấy. I10 bản độ 2014, gia đình sử dụng không dịch vụ taxi, 225, màu cam, biển ở Quảng Ninh ạ. Bên cạnh cũng vẫn là một chiếc xe 10 bản đủ nữa, 215, cài biển Hải Phòng mới ra tên tàu khoảng chắc 2022 thôi. Biển mới này, biển 15K. Và giá này đang bán là 239 triệu. I10 nữa, 2015, bản thiếu dịch vụ ra biển Hải Dương, 198. Kia Morning 2016 này, con này dịch vụ ra rồi. Trước là của taxi Yến Vàng, bây giờ thì nó cũng được màu vàng, là màu vàng nguyên bản của nó. Nhưng mà tư nhân rồi nhé, giá hay là 198 ạ. I10 2014 này, dịch vụ tư nhân rồi, biển 11, cao bằng 205. Kia Morning tự động 2004, đăng ký bằng 2008, động cơ máy 1.0, xe nhập khẩu Hyundai nguyên kiện tại Hàn, giá là 138 triệu. Một chiếc xe Kia Morning nữa 2019 ạ, tư nhân chính chủ nhé, con này một chủ đầu sử dụng, mang biển Thái Bình, màu đỏ rất là đẹp đây, giá là 262. I10 2016, con này cũng là dịch vụ ra rồi, tư nhân biển Thanh Hóa, 223. Và chiếc xe Kia Morning bản SI bản đủ này 2016, được trang bị giải LED đèn bi, năng phay rồi, điều hòa auto, hệ thống xi nhan trên gương. Màu là màu kem bơ, biển Thủ đô Hà Nội. Hiện tại các em đang bán là 262. Hyundai Getz 2010 với động cơ máy 1.1 số sàn. Đây là một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ ạ. Hiện tại em đang bán là 172 triệu nhé. Chiếc xe Kia Morning nữa 2015 này, cái này dịch vụ tư nhân rồi, biển 28 Hòa Bình, 198 ạ. Và tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios được sản xuất năm 2010. Con này là bản limo nhưng mà đã được nâng kịch rồi, phải nói là một chiếc xe rất là đẹp luôn. Độ 4 phanh đĩa này, hệ thống xi nhan trên gương này, cũng như là xe được lên độ tay nắm cửa của Vios E xịn, cơ đăng kiểm dài tháng 12/2023 và giá thì chỉ có 189 triệu đồng thôi nhé. Mẫu xe Hyundai Avante 2011, động cơ máy 1.6, con này có cửa sổ trời, biển Hải Phòng, 309. Bên cạnh đây là một chiếc xe Vios G được sản xuất năm 2007, động cơ máy 1.5. Nguyên bản của Vios G thì nó sẽ có 4 phanh đĩa, biển Thái Bình, giá là 162 triệu ạ. Chiếc xe Daihatsu Gentra 2010, gia đình sử dụng và không dịch vụ, mang biển 89 Hưng Yên. Đăng kiểm con này cũng còn đến tháng 6/2023. Nội thất đẹp, màn hình cũng có rồi kìa. Và giá này chỉ có 139 triệu thôi. Dòng xe Gentra thì đi cũng rất là lành. Đấy. Và cũng tương đối khá là tiết kiệm nhiên liệu nhé. Bên cạnh là một chiếc xe Gentra nữa, nhưng đây là một chiếc xe Gentra nhập 2010, động cơ máy 1.2. Đấy, mẫu xe mang biển 99 là Bắc Linh này, và giá là 169 triệu. Kia Rio 2011 số sàn 1.4, xe nhập 188 triệu. Bullitt X-Trailer 2009 với động cơ máy 1.8 nhé. Đặc biệt với chiếc xe Bullitt này thì có cả như là điều hòa auto cơ, túi khí an toàn có này, 4 phanh đĩa, đèn bi đầy đủ, đăng kiểm tháng 6/2023. Và giá của chiếc xe Bullitt này chỉ có 119 triệu thôi. Chiếc xe Forerunner 2002 bản đủ 1.8, túi khí an toàn cũng có, 4 phanh đĩa, một chủ tàu mang biển Thủ đô Hà Nội, giá là 135. Con này thì màn hình cam luôn và có cả cam hành trình đầy đủ ạ. Ngoài là một chiếc xe Vios Limo 2005 này,
động cơ 1.5 số sàn nhé, có đại dịch vụ ra. Đấy, giá thì chỉ có 120 triệu thôi. Còn bên đây thì hàng loạt những dòng xe 7 chỗ này là em đang có rất là nhiều. Như là chiếc xe Innova bản C 2007 này em đang bán với giá chỉ có 173 triệu thôi, là được lân kịch nhé. Nó đang đúc vô lăng 4 chấu điều hòa 3 gian. Còn bên cạnh thì Innova bản G 2010 cũng là dịch vụ ra, mang biển 28 Hòa Bình. Đấy, giá thì chỉ có 275. Đây là màu bạc nguyên bản nhé. Thường thường thì những dòng xe dịch vụ taxi thì nó cũng sẽ có một số những con không đổi màu. Đấy, cái xác suất của nó cũng rất là ít ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe bán tải Mazda BT50 2013, tự động 3.2 2 cầu nhé, giá là 348. Chiếc xe Innova bản G 2009, động cơ của nó là 2.0. Con này thì cũng có dịch vụ và hiện tại ra tên tư nhân rồi. Giá là 229 triệu, rất là rẻ. Còn bên cạnh thì bản G 208 biển thủ đô Hà Nội 185. Vios E 2015 này, con này dịch vụ, tên công ty, màu đen xịn nguyên bản không đổi màu, 325. Innova bản G 2010, con này dịch vụ tư nhân rồi, biển thủ đô Hà Nội và giá là 260 nhé. Tiếp tục vẫn là một chiếc xe Innova nữa, con này thì bản E 2016 giúp hồ sơ cầm tay rồi. Và con cô bác chúng ta chỉ việc sang tên bấm biển. Với chiếc này được lên ghế da mới hoàn toàn rồi. Đấy, màn hình cam ngồi cũng có luôn. Trước là 398, hiện tại giảm còn có 375. Chiếc xe Forest được sản xuất năm 2008 với động cơ của nó là 2.5 tự động máy dầu. Chiếc xe mang biển thủ đô Hà Nội 30E92441, màu phấn hồng rất là đẹp. Đấy, máy gầm thì đại chất luôn và giá này chỉ có 325 triệu đồng thôi. Innova bản G 2008, một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ nhé. Con này em đang bán với giá là 212. Một chiếc xe Innova nữa, bản G 2009 này là một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ biển Thái Bình 255. Innova bản G 2010, con này dịch vụ và hiện tại đã được ra tên tư nhân biển Hải Phòng 265, màu tím rất là đẹp, màu tím thủy chung đây. Và một chiếc xe 7 chỗ đến từ thương hiệu của nước Mỹ Captiva 2009 ạ. Với động cơ con này là 2.4 đấy, tự động, màu vàng cát biển Hải Phòng, giá ngoài thì là 248 này. Fortuner 2010 tự động 2.7 2 cầu nhé, biển thủ đô Hà Nội màu bạc, cái giá là 368 ạ. Và đằng sau thì còn một số những dòng xe 7 chỗ khác nữa đây. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Carian được sản xuất năm 2016, động cơ có 2.0 bản đủ, xe gia đình, 300 triệu. Vivante 2008 tự động nhé, biển 11 Cao Bằng, đây là một chiếc xe gia đình sử dụng cũng không dịch vụ ạ. Cái form của dòng xe này thì nó cũng không được đẹp nên giá thành của nó rất là rẻ, chỉ có 165 triệu thôi. Honda Santa Fe Gold 2003 bản full nhất, bản đủ luôn. Đấy, con này thì có như là cái điều hòa auto này, cửa sổ trời này, cũng là có cả ghế điện bên hàng ghế lái nữa cơ, và giá là 229 ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Mazda Paramaxi 2003, tự động 1.8 biển thủ đô Hà Nội màu xanh ngọc, 150. Và Jolly 2003 bản đủ phong cũ chỉ có 85 triệu. Con này Innova em bán rồi này. Một chiếc xe 7 chỗ rẻ nhất đây. Toyota dây nhập Nhật 1997 giá bán 50 triệu. Và bán tải Forerunner 2009 tự động 2.5 máy dầu nhé, 275 triệu thôi. Vâng, tiếp tục phía ngoài là một chiếc xe rẻ nhất cửa hàng bên em chỉ có 30 triệu, Nissan Bluebird 1990. Em đang bán với giá thì chỉ có 30 triệu thôi. Honda Civic bản 2.0 2008 này, con này thì có cửa sổ trời nữa cơ. Đấy.
màu đen biển thủ Hà Nội và giá bán của này chỉ có 275. Em đang còn một con Civic bản 2.0207 nữa. Đấy. Chiếc xe Daihatsu Lacetti 2004 này, con này em đang bán với giá chỉ có 88 triệu thôi. Biển 99 Bắc Linh nhé. Đăng kiểm con này cũng vẫn còn nhẹ, 88 triệu. Lacetti 2004. Và Daihatsu Gentra 2011, đây là một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ biển Quảng Ninh 142. Vios G2009 tự động 1.5 biển thủ Hà Nội, trước là 298, hiện tại giảm còn 285. Mazda 3 2009, và động cơ của con này là 2.0 tự động bản full nhất, có cửa sổ trời, điều hòa auto biển Hải Phòng. Và giá bán con này là 252. Đấy, so với thị trường con này em bán rất là rẻ, rẻ hơn thị trường tầm khoảng 20 cơ. Hyundai Avante bản 2 bản 1.6 2012, có cửa sổ trời, điều hòa auto, ghế da xịn, biển Hải Phòng, độ liền bi 322 triệu. Chiếc xe Daihatsu Lacetti bản SE 2010 biển Hòa Bình, độ rất là nhiều đồ rồi, giá này là 218 này. Vios E 2018, một chủ từ đầu, xe gia đình sử dụng không dịch vụ nhé, có liền bi đầy đủ. Nội thất rất là mới, trần thì cũng trần 3D rồi, đăng kiểm cũng vẫn còn 379, máy zin từ mặt sàn cò. Chiếc xe Vios E 2014 này, dịch vụ và tư nhân rồi, biển Hải Dương 295. Daihatsu Lacetti 2009 gia đình sử dụng nhé, biển thủ đô Hà Nội 199 triệu. Tiếp tục đây cũng là một chiếc xe Daihatsu Lacetti nữa 2010, xe nhập khẩu nguyên đại nguyên kiện tại Hàn, phải nói là một chiếc xe rất là đẹp luôn. Độ áp suất lốp, bề la răng đúc, màn hình cam 10, cam hành trình, đăng kiểm đến tháng 9 2023. Và giá của này thì chỉ có 199 triệu thôi. Máy thì đại chất, gầm thì không có tí gọi là ục lục ục gì đấy, đôi tim giảm sóc của nó là miễn chê, giá là 199 triệu, rất là rẻ luôn nhé. Và cuối cùng là một chiếc xe Daihatsu Gentra bản Việt 2009, một chủ từ đầu, biển Thái Bình, 136 triệu đồng thôi. Vâng, vừa rồi thì em đã đi báo giá cho bà con cô bác xem những dòng xe, những mẫu xe mà đang có mặt ở cửa hàng bên em. Bà con cô bác mình quan tâm thì hãy nhấc máy gọi điện cho em qua số hotline là 0397 265 286 nhé. Bà con xem video đừng quên là like, đăng ký và chia sẻ giúp em. Nhớ bật chuông thông báo bên góc phải màn hình 2 lần để cập nhật những mẫu xe, những video mới nhất mà em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.